Xin chào tất cả các bác. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Việt Phú. Thì xin chúc tất cả các bác một các chủ tịch một buổi tối thật là vui vẻ. Hôm nay thì em định không có làm video này đâu, nhưng mà tuy nhiên thì cái dạo này cũng hơi bận một chút nên em cũng không ra video nhiều cho các bác cùng xem. Với lại cũng có nhiều bác nhờ mua hàng quá mà toàn những hàng khó em không mua chưa mua được. Thì các bác cũng hết sức thông cảm, với cũng có nhiều bác không chưa em chưa mua được hàng hộ nên các bác cũng dạo này cũng hủy hết sub của kênh YouTube của em. Dạo này kênh yếu quá, mất hết đề xuất, chả có ai xem. Khá buồn các bác. Thì thứ hai nữa là hôm nay thì em cũng có về một cái con bot Sao Linh Mini. Còn em trước thì em định có video rồi nên em không định làm video nữa, nhưng tiện hôm nay thì có hàng chuyến vừa rồi về Việt Nam ấy, thì có em cũng có gửi một đôi bot 301 MM là music monitor về Việt Nam cho một anh ở trên Bắc Giang. Anh đang bên Hàn Quốc thì anh không xuống trực tiếp lấy hàng được nên là phải thuê bưu điện gửi về Bắc Giang, từ Hà Nội về Bắc Giang cho anh đấy. Thì em cũng đã nhờ bên công ty vận chuyển gửi cái chuyển gửi phát đảm bảo về Bắc Giang. Tuy nhiên thì rất là tiếc là khi về đến Bắc Giang thì bưu điện mình đã quật cho cái loa của em nó bị nứt mất cái hộp, và cái thùng loa 301 của em nó bị bể mất, nứt cái loa. Mà cái loa mà bể mất thùng thì cũng coi như là nứt thùng, thì cũng coi như là bể thùng thôi, thì cũng coi như cái loa đấy thì cũng vứt cái thùng ấy đi, có thể làm lại cái thùng mới, thì hoặc là đến đường cùng lắm thì là vứt hẳn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái củ trong nó vẫn còn nên là vẫn có thể là tái sử dụng được bằng cách đóng thùng hay là chế biến lại một cái thùng khác, rồi xử lý cái thùng đấy. Thì em cũng rất là tiếc, thì giờ cũng chưa có phương án gì để xử lý để cho hài hòa giữa anh khách này, giữa em và anh khách này. Thực ra là việc kinh doanh buôn bán hoặc là cái mua bán thì nó bao giờ nó cũng có những cái rủi ro. Và cái đen đủi mình không lường trước được. Thì đôi bot này thì thực ra là em trước đây em là báo sai giá cho anh này, và cái hàng thực tế gửi về là 13 cân. Thì lúc đầu em chỉ nghĩ em báo sai có 10 cân, với lại cái lúc đấy tiền man lúc đấy nó đang còn thấp, có 206. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại này là nó 215, nó chênh lệch rất là nhiều. Thì cái tiền vận chuyển đến thời điểm hiện tại của cái đôi loa này em đã mất 300.000 tiền bên này, và 13 cân 5 là mất 2 triệu 7 tiền vận chuyển Việt Nhật thì đã là 3 triệu. Mà lúc đấy em chỉ báo với anh đấy là có 6 triệu thôi. Nên sau anh ấy bảo là báo sớm thế thì anh ấy vay được có 6 triệu, với anh ở bên Hàn chứ không ở Việt Nam. Vay được 6 triệu thì để gửi qua thẻ cho em. Nhưng mà thực tế là phát sinh lên là em phải hơn 7 triệu của đôi này. Thì thành ra là em đã bị không lấy công của anh đấy, mà còn bù vào 1 triệu mấy, hơn 1 triệu một chút để gửi cái đôi này về anh đấy, vì đã nhận lời trước từ lúc lúc trước chưa có loa cho anh đấy. Thì đã bảo tầm 6 triệu. Rất là tiếc. Giờ chưa có phương án gì để mà phải giải quyết, thì các bác nếu xem clip có phương án gì thì tư vấn giúp em để cho hài hòa cho hai bên, mỗi bên chịu bao nhiêu. Còn bây giờ bảo anh đã chịu 100% là chắc chắn là không không thể được, vì em là người đi mua hàng cũng không bao giờ em chịu 100%, và người bán hàng người ta bắt người ta chịu 100% thì cũng không bao giờ người ta chịu 100% cho, vì cái hàng này là trên danh nghĩa là em mua hộ cho anh ấy chứ không phải là em bán mua về em bán lấy lời cho anh đấy. Nên là cái việc em cũng không có lợi nhuận gì mà còn bù lỗ với đôi này rồi. Bây giờ mà bảo em thì trên danh nghĩa là cái việc mua bán thì em cũng mua hộ anh này, trên danh nghĩa là cái người mua hộ thôi. Em cũng đã cái việc em mua hàng ở bên này thì em cũng mua hộ để về lấy công, lấy tiền công mua hộ chứ em không phải mua về bán để lấy lời. Thì các bác cũng biết từ trước nay em cũng làm theo phương án đấy. Thì cái đôi này em đã không có công, em còn chịu lỗ rồi. Bây giờ giải quyết phương án tiền nong thế nào, bảo khách chịu thì không được, thì mà bảo em chịu 100% thì cũng hơi khó cho em đấy. Thì mong các bác có phương án tư vấn. Thì hai nữa là lần sau thì chắc là trước khi mua em cũng phải thống nhất trước cái việc mà hàng về Việt Nam, thì nếu những con hàng nó to như thế thì các bác đến trực tiếp tại công ty vận chuyển để kiểm tra hàng, nếu hỏng thì người ta sẽ đền cho bác luôn ở đấy,
còn nếu không hỏng thì các bác lấy về. Chứ gặp cái trường hợp mà nó về đến nơi nó vỡ như thế này thì bên vận chuyển người ta sẽ không chịu cho em đâu, vì họ cũng sẽ bảo là bên bưu điện làm, và có khả năng là bưu điện làm thôi, vì em gửi rất là nhiều đồ về rồi. 2-1 cũng to gần bằng cái 3-1 này, nó chỉ bé hơn khoảng tầm 2 cân. Em gửi mấy đôi về rồi, về đến Hòa Bình, về đến Thái Bình, về đến các nơi thì đều ok, không vấn đề gì. Tuy nhiên cái đôi 3-1 này thì nó hơi đen chút, là gặp ông shipper là hôm nay ông hơi khó ở trong người, thì chắc là ông quật, hoặc là trong quá trình đi có đen đuổi gì nó rơi rớt thì chẳng hạn đấy, thì mình cũng không biết được, thì cũng hơi tiếc. Đây, đấy thì dù sao đấy cũng là một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm trong việc buôn bán rồi mua hàng của tất cả mọi người. Thì tôi thì đây là trên cái tay của em là một bot sao linh 301 MM, còn là nguyên hộp nguyên siêu, không phải nguyên siêu, hàng cũ đã qua sử dụng nhưng mà vẫn còn nguyên hộp nguyên tất cả các bạn không thấy. Đây thì em sẽ mở khui ra, còn đây là sao linh mini đấy. Logo của bot các thứ luôn, thì em sẽ mở ra đấy, vẫn còn nguyên tất cả các lắp đây, qua vẫn còn trong túi ni lông nó sẽ ra luôn. Nó mới gần như là 100%, 98% thì là đạt đấy, thì rất đẹp. Phụ kiện của nó thì vẫn còn nguyên ở trong hộp đây. Thì trước cái con em mua trước đây thì nó là cái loa cũ, không có hộp, không có, chỉ có sạc người ta gửi kèm đi thôi, chứ còn không có hộp như thế này. Thì con này thì cũng rất là may là cũng mua được một con nguyên hộp như thế này, thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ có giá trị hơn một chút về mặt cảm giác, cảm xúc của khách hàng. Đây là cái hộp phụ kiện của nó, vẫn còn tất cả còn trong túi trong hộp. Đây là cái đế và cái chân sạc của nó luôn, vừa làm đế vừa làm chân sạc. Cái đế này thì sản xuất tại Trung Quốc nhá, tất cả các đế đều sản xuất Trung Quốc, và cái sạc này cũng tất cả những sạc đều sản xuất Trung Quốc chứ không sản xuất tại Mexico hay là Malaysia như là cái loa, vì do vấn đề kinh tế gì thì người ta sẽ đặt mỗi nơi một cái. Còn trong này là có rất nhiều giấy tờ hướng dẫn sử dụng, rồi thông tin sản phẩm đấy, 3 màu luôn, rất là nhiều giấy, giấy cũng khá nặng. Rồi đây còn có cái nơi bán hàng này, Sling Mini này, của cái giấy bảo hành này, cái sau này là bảo hành này, cái trước là địa chỉ shop bán hàng. Đây là một loạt các cái catalog bằng tiếng Anh, bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng, đây có ghi bằng tiếng Trung này, tiếng Ả Rập này, tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, tiếng Nhật, đây có rất nhiều tiếng được đi kèm. Đấy thì em sẽ bật nó lên. Và như thường lệ đây là vẫn là con iPhone. Đấy, khi nào cái đèn LED nó nháy, đèn LED của boss nó nháy đấy. Thì em bật cái Bluetooth lên. Đấy, nó là kết nối nghe tít là được, thì nghe thử bản nhạc. Chưa, trống đánh cái phê quá. Nhạc đánh rất hay quá. Cái này thì trống của nó rất là mạnh, dàn mini nhưng mà cái công suất nó phát ra chắc là bằng cái loa mini, nhưng mà cái công suất nó phát ra phải bằng cái dàn mini là cái chắc. Nếu phòng 15 20 vuông bật con này thì nó vẫn bị ung tai. Mình sẽ cho tiếng to lên xem thế nào.
Đây em mới nghe tiếng 1 phần 3 của cái tiếng này. Đây, 1 phần 3 tiếng này. Đấy. Cái sổ. Đài radio Panasonic và của Kuzumi Nhật và radio nghe chuyên nghe FM thôi và nghe băng thì có một anh ở trên Lào Cai có đặt hai con này, hàng là nguyên hộp còn mới, còn nguyên siêu em chưa bóc thì em đã gửi về đợt tới cho anh rồi, thì em cũng rất chân thành cảm ơn sự tin tưởng của tất cả các anh các bác, tất cả các chủ tịch đã trong thời gian qua. Tuy nhiên thì trong quá trình làm việc mua bán thì cũng có những cái rủi ro nhất định, thì cũng rất là mong tất cả các bác cùng thông cảm và hỗ trợ. Hai nữa là cái việc hiện tại cũng có rất là nhiều bác hỏi về nhờ mua hàng, rồi một số bác hỏi những con hàng nó là hàng cổ và hàng khó, bên này cũng không có bán, thì các bác cũng hết sức thông cảm và cái đó chắc cũng mất thời gian để tìm để săn. Còn nhiều bác hỏi cũng được thì và các bác hỏi nhiều câu rất là kiểu nó hơi cọc lốc chút về cái này, nhiều lúc vào nhắn tin hỏi còn không, chứ em không biết là cái gì còn không, em vẫn sống nên em vẫn còn. Rồi thứ hai nữa là giá thì em nhiều lúc em lên mạng em lại cái ảnh người ta đang ủ giá đỗ em gửi cho, là nhắn tin em phát giá thì em gửi ngay cho giá đỗ. Rồi cũng hơi khó chút thì nhiều lúc các bác là những dân chơi loa thì cũng có điều kiện kinh tế này, rồi cũng có những cái cảm âm nhất định, cũng có những cái gọi là về cái tư duy nhất định, thì chúng ta nhiều lúc khi mà hỏi mua hàng hỏi nhờ tìm hàng thì cũng rất là mong các bác hỏi tí có đầu đuôi chút, vì em cũng không biết là đây là nói chuyện với chú hay là anh hay là bạn hay là em, để mà biết được mà xưng hô. Nhiều người vào hỏi giá hay là còn không thì em không có trả lời đâu, thì nhiều lúc em cũng phải đi làm mất, còn cái việc tranh thủ mua hàng hộ các bác là em tranh thủ làm thêm, chứ không phải là em chỉ có ở nhà để trả lời ấy, nên nhiều lúc cũng chưa không trả lời được hết, thì các bác hết sức thông cảm. Đấy thì em chân thành cảm ơn và cũng mong được tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả các bác. Em xin chấm dứt video tại đây. Xin hẹn gặp lại.